Chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê. Ê, ê. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ hới với điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Thì hôm nay nè bạn, đã từ rất là lâu rồi mình chưa làm một cái video nào về bắt cua kể chuyện cho anh em nghe hết hay là trả lời câu hỏi của anh em. Cho nên hôm nay mình đã quyết định mình sẽ làm một video bắt cua kể chuyện cho anh em nghe nha. Bởi vì là có rất nhiều câu chuyện rất là hay mình muốn kể cho anh em nghe luôn. Và nếu như những bạn nào muốn mình làm về bắt cua kể chuyện, nhớ bình luận lại cho mình biết nha các bạn. Ấy, thì cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến là chủ đề gì nào? Thì như những bạn nào mà có theo dõi Facebook của mình ngày hôm qua thì chắc các bạn cũng biết rằng là hôm qua mình có đăng một cái tấm ảnh lên hình của bé Cam. Và chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói chính là bé Cam đi lạc các bạn ơi. Như những bạn nào không biết thì bé Cam mấy ngày trước bé Cam đã bị đi lạc mất và Sammy rất là khóc quá trời khóc luôn. Cho nên hôm nay mình sẽ bắt cua kể chuyện cho anh em nghe nha. Và hôm nay không chỉ có một mình đâu mà còn có Sammy nữa bạn ơi. Sammy chào bạn ơi. Hello mọi người. Hello, tại sao lại nói chủ đề này vậy? Trời ơi ghê quá. Ám ảnh thật sự. Ám ảnh gì mà ám ảnh, tính ra là Sammy gọi là nước lắm bạn ơi. Sammy để cho bé Cam đi lạc xong Sam khóc quá trời luôn. Và hôm nay mình sẽ bắt cua kể chuyện, mình bóc phốt Sammy cho các bạn nha. Ok. Và trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt cua kể chuyện thế nào. Let's go. Thì đầu tiên á bạn, là phải nói đến gọi là cái việc là bé Cam đi lạc. Đó chính là lý do vì sao mà có video ngày hôm nay. Thì bé Cam mấy bạn, nếu như bạn không biết thì bé Cam chính là mèo cái. Cho nên á là khi mà bé Cam đã đủ lớn á bạn, bé Cam đã gọi là chững chạc rồi, thì bé Cam sẽ đến một cái mùa người ta gọi là cái gì ta, mùa sinh sản của con mèo bạn. Cho nên là bé Cam rất là hay gọi là trốn nhà đi đi ra ngoài chơi luôn bạn ơi. Cho nên á là gọi là rất là nhiều lần Sammy gọi là mở cửa phòng ra bạn, là bé Cam lại chạy ra ngoài luôn đó. Thì sẽ có nhiều bạn hỏi mình là tại sao anh Phong lại không xây cái chuồng nhốt bé Cam lại. Thì thật sự là Sammy cũng có lần nhốt bé Cam lại rồi, nhưng mà gọi là nhốt con Cam lại bạn thì rất là tội nghiệp cho Cam luôn. Bởi vì Cam bị nhốt bạn sẽ rất là tội nghiệp luôn, chỉ có chạy ở trong cái chuồng được thôi chứ không có đi ra ngoài được. Cho nên là rất là tội nghiệp Cam. Bởi vì cho nên là Sam không nhốt nó. Và bạn biết gì không, một hôm Sammy mở cửa phòng ra và bé Cam chạy ra ngoài, nhưng mà Sammy cũng không thèm để ý đến luôn. Hôm đó thời mình giận Sam lắm luôn các bạn. Tại vì á là bình thường nha, bé Cam mà chạy ra ngoài á là Sammy sẽ nói với mình để mình đi kiếm bé Cam về. Thì nếu như mà nó chạy ra ngoài á thì mình đi kiếm một tí là tìm ra được thôi. Còn đằng này nó chạy ra bên ngoài được một ngày luôn rồi, một đêm luôn rồi mà Sammy cũng không kể với mình. Thế là bé Cam đi lạc mất luôn. Và thế là gọi là đi gọi là suốt 2 ngày trời không về nhà luôn bạn ơi. Con Cam á bạn, nó đi đâu mà đi 2 ngày trời không thấy nó về nhà luôn. Và cuối cùng Sammy khóc quá trời luôn. Thời hôm đó mình tức trời, sợ tức luôn. Sam, bà có gọi là gì ta, bà có lý do gì để biện hộ cho cái việc đó của bà không? Không phải là biện hộ không, là tại vì thường thường á tôi sẽ cho nó một đêm nó đi chơi, xong sáng mai tôi kêu hầu hết á. Nếu mà không biết là cái sự việc này nó diễn ra hơn một tuần rồi, là tối nó đi chơi là sáng mai Sam dậy kêu về, đúng không? Ngày nào cũng vậy. Thật sự là cái sự việc nó đã diễn ra rất là lâu rồi nên Sam thấy ok, nếu mà tối nó thích đi chơi thì Sam sẽ cho đi chơi, hiểu không? Mỗi ngày Sam sẽ kêu là Cam sẽ tự về luôn. Nhưng mà chỉ có đúng ngày duy nhất đó là kêu nó không về làm Sam rất là sốc đó. Đó là ngày duy nhất kêu không về luôn, hầu hết là ngày nào kêu cũng về hết á. Ôi, bà làm vậy là không đúng rồi mấy bạn biết không? Đó. Bình thường á là Cam á mà nó chạy ra ngoài ha bạn ha, mà mình biết ha, là mình chạy ra ngoài mình nắm cổ nó, mình kéo nó về liền. Tại vì con mèo á bạn, nếu như những bạn nào mà nuôi mèo thì chắc bạn cũng biết, đó chính là con mèo thì thường là nó không có giống như là cái con chó đó bạn. Con chó thì nó rất là biết nhớ nhà nha, nó nhớ chủ nha, và nó biết đánh hơi mùi, cho nên là nó có thể tìm đường về nhà rất là đơn giản. Còn con mèo á bạn, con mèo á thì nó rất là chảnh luôn. Nếu như mà những bạn nào mà nuôi mèo thì chắc các bạn cũng biết con mèo nó cực kỳ chảnh luôn. Người ta gọi là chảnh cuốn đó bạn, chảnh cuốn. Nhưng mà thật sự là con cuốn nó không có chảnh, mà phải nói là chảnh mèo mới đúng, tại con mèo nó còn chảnh hơn cái con cuốn nữa bạn ơi. Ấy, cho nên á là con mèo á nó thường thì nó sẽ gọi là đi chơi hay là đi luôn. Rất ít con nào nó có thể quay về nhà được, bởi vì bình thường là nó mà đi ra ngoài ha là nó sẽ đi luôn. Nó kiểu như là thế giới này là của bố mày á, cái kiểu ấy. Nó đi chơi và nó bỏ luôn chủ luôn bạn ơi. Con mèo á rất ít con nào mà nó nhớ chủ nó mà nó về. Mèo bình thường là nó đi ra ngoài là nó đi luôn. Vậy cho nên á là mình rất là kiểu khó chịu mỗi lần mà cho Sam cho nó đi ra ngoài chơi.
Mỗi lần mà Sam mở cửa mà nó chạy ra ngoài ha, là mình sẽ nắm cổ nó, mình kéo nó về liền. Nhưng lần này thì Sammy lại không nói cho mình biết là Cam chạy ra ngoài. Thế là bà để cho con Cam nó đi đâu đó 2 ngày trời không về nhà luôn. Và bạn biết chuyện gì xảy ra không? Là qua ngày hôm sau, Sammy nói mình là: Phong ơi, hình như là con Cam nó đi đâu rồi, nó chưa về nhà nữa. Sau đó mình kiểu: Trời ơi, chết rồi, để nó đi ra ngoài mà giờ này nó chưa về nhà nữa, vậy có nghĩa là nó đi lạc mất tiêu rồi, hoặc là nó bị bắt rồi. Mà bạn biết không, Cam á đâu phải là con mèo gọi là đắt tiền hay gì đâu. Bình thường á, những con mèo mà nước ngoài á bạn, những con mèo ngoại, mèo Tây á, thì nó rất là đắt tiền ấy, vài chục triệu một con thì người ta bắt được ha, người ta còn kiểu giữ lại, người ta nuôi hoặc là người ta cho chuột lại, bạn hiểu không? Còn con Cam nó là mèo ta mọi người ạ. Nếu bạn không biết thì Cam chỉ là một con mèo Việt Nam bình thường thôi, mà mèo Việt Nam thì lại rất là rẻ luôn, nhiều khi người ta còn cho không luôn, người ta không thèm bán luôn các bạn. Nhưng mà ngoài cái việc mèo người ta nuôi ra, bạn biết người ta còn làm gì nữa không? Nhất là nhiều người họ còn ăn thịt mèo nữa cơ. Bởi vậy cho nên á, là khi mà Cam bị lạc các bạn thì mình rất là sợ luôn. Các bạn thấy không? Mình ngồi mình cứ suy nghĩ rằng là: Trời ơi, có khi nào con Cam nó bị người ta bắt xong ta làm thịt không ta? Trời ơi trời. Mà mấy bạn biết mà, con Cam á nó cũng mập mà các bạn. Trời ơi, mà con mèo mập đến như vậy thì người ta nhìn thấy là người ta sẽ nghĩ đến liền: Trời ơi, làm món mèo 7 món luôn á trời. Ấy cái kiểu thế. Cho nên á là mình rất là lo luôn. Bởi vì là thật sự là Sammy là người nuôi Cam nhiều hơn, bởi vì là Cam sống trong phòng của Sam, cho nên là Sam nuôi nó nhiều hơn. Nhưng mà nói chung là lâu lâu mình cũng có qua, mình thăm Cam, mình cũng có cho nó ăn, mình cũng có dọn gọi là toilet cho nó, cái kiểu hết. Cho nên là mình cũng có tình cảm với nó, mình cũng khá là thương nó. Cho nên á là mình không muốn nó bị người ta bắt. Các bạn ơi, thà là người ta bắt người ta nuôi, hiểu không? Hay là người ta bắt mà người ta gọi là cho chuột lại đi, không nói mình còn đỡ buồn. Còn đằng này, người ta mà bắt người ta làm thịt thì trời ơi, mấy bạn cứ tưởng tượng đi, con mèo mà bạn nuôi biết bao nhiêu lâu bây giờ nó phải nằm ở trong một cái nồi người ta nấu lên, người ta làm cà ri, người ta xào lăng, người ta chấm bánh mì. Trời ơi là trời, thương biết bao nhiêu. Sam hối hận chưa Sam? Từ nay là không được cho con Cam chạy ra ngoài nữa, nghe chưa? Tất nhiên rồi, từ lúc đó xong rồi tôi sợ luôn, không cho ra ngoài luôn á. Đó, rồi. Bởi vì đó vậy luôn. Cho nên là mình rất là bực luôn bạn ơi. Và hôm đó bạn biết không, hôm đó đó bà Sammy á bạn, bà gọi là bà khóc quá trời luôn bạn ơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy Sam khóc nhiều đến vậy luôn bạn. Hồi trước giờ mình la Sam nhiều lắm nha, nhưng mà Sam khóc rất là ít. Nhưng mà Cam đi lạc mất xong Sam khóc quá trời khóc luôn, trời ơi trời. Bạn biết không, hôm đó bình thường á thì mình á thì mình nuôi Cam là mình nuôi ở trên lầu 2, cho nên là lầu 2 á thì nó cao bằng cái nóc nhà của hàng xóm rồi. Cho nên á là con Cam nó mà đi lạc các bạn thì nó sẽ chạy bên nóc nhà của hàng xóm, nó chạy vòng tròn tròn trên nóc nhà của hàng xóm, nó chơi ở trên đó. Thì Sam ra Sam kêu cái thôi là nó sẽ chạy về liền. Đấy. Nhưng mà ngày hôm nay bạn biết gì không? Bởi vì là Sammy cho Cam đi chơi quá lâu, cho nên là hôm nay Sam ra Sam kêu Cam về và Sam không thấy Cam đâu hết luôn. Ấy, Sam không thấy Cam trả lời hay hết, cho nên Sam rất là lo luôn bạn ơi. Và Sam vô nói với mình thì xong luôn. Lúc đó mình với Sam ra ngoài đó, mình ngồi cả tiếng đồng hồ, mình không thấy Cam đâu hết bạn ơi. Mình kêu khô cả họng luôn, mình kiểu: Cam ơi, Cam à, Cam đâu rồi, meo meo meo. Mình kêu quá trời luôn, mà con Cam nó cũng không về mấy bạn ơi. Thậm chí lúc đó mình còn tính mở nhạc của anh Trần Đức Bo lên, mở bài mèo méo meo meo cho Cam nó nghe cho nó chạy về. Nhưng mà cũng không được các bạn ạ, bởi vì là Cam nó đi lạc mất tiêu rồi. Đấy, nó đi đâu mất tiêu luôn rồi, nó không về nhà luôn. Và hôm đó nha, là trời đã rất là tối rồi, và Sammy vẫn cứ ngồi ở trên tầng 2 các bạn ạ. Sammy ngồi ở trên tầng 2, Sammy cứ ngồi để Sammy đợi nó. Nhưng mà tất nhiên rồi, nó đã đi lạc rồi, nó đâu còn ở đó đâu, với lại mèo đâu có nhớ đường về nhà đâu, làm sao mà chờ cho nó về được, các bạn hiểu không? Ấy, mà Sam ngồi đó cả tiếng đồng hồ luôn. Mà mấy bạn biết mà, ở ngoài trời thì sẽ rất là nóng. Dạo gần đây ở ngoài Huế rất là nóng, và Sammy vẫn cứ ngồi ở ngoài trời vậy á. Xong mình kêu là: Thôi Sam ơi, vô nhà đi Sam, để tôi đi kiếm cho. Lúc đó mình rất là thấy tội Sam luôn bạn ơi, bởi vì Sam ngồi Sam đợi mãi à. Xong đầu lúc đó mình mới kiểu: Thôi Sam vô nhà đi. Xong Sam bà cũng không chịu vô. Xong mình phải kéo bà vô trong nhà bạn ơi. Mình kéo bà vô trong nhà, mình kêu: Thôi bà ở đây đi, để tôi đi kiếm con Cam về cho. Đấy. Thì bạn biết không, mình cầm cái đèn pin để mình đi rọi, rọi hết nhà hàng xóm luôn. Mình mấy bạn biết mà, thường thì mèo nó chạy ấy thì thường nó đi lạc thì nó cũng chỉ lạc ở đâu đó quanh quanh đây thôi. Và mình phải chạy qua nhà từng nhà hàng xóm để mình gọi là mình lấy đèn pin, mình rọi, mình kiếm con Cam. Nhưng mà mình đâu có dám vô nhà người ta đâu, tại nhà là nhà của người lạ mà, mình là người bên ngoài, làm sao mình có thể vô trong nhà người ta được, đúng không? Đấy. Cho nên á là mình đi kiếm mãi nhưng mà mình không thấy Cam đâu hết, và mình rất là lo luôn mà bạn biết không. Như hồi nãy mình đã kể với bạn á, bình thường những con mèo ta mà bị bắt á là người ta sẽ đem đi để làm thịt. Mà hôm đó bạn biết gì không, mình đi ngang qua nhà ông hàng xóm và mình thấy ông hàng xóm đang ngồi nhậu,
và ổng đang nhậu. Ở trên bàn của ổng là một cái dĩa thịt mà mình không biết cái thịt gì. Chẳng lẽ giờ mình vô mình hỏi là anh ơi anh đang nhậu thịt gì vậy, ổng mà nói thịt mèo cái chắc mình ngất xỉu đó luôn trời ơi. Ổng mà kêu là thịt mèo chắc mình ngất xỉu ở đó luôn á trời. Mà tất nhiên rồi, người ta đang nhậu nhưng lấy vô mình hỏi đúng không, nhưng mà mình rất là lo luôn. Mình nghĩ em đầu trời có khi nào đây là thịt của con cam không ta, kiểu thế. Và mình rất là lo lắng. Nhưng mà rốt cuộc thì mình đi kiếm mãi mà vẫn không thấy cam đâu hết trơn luôn. Và rốt cuộc là mình đã bất lực luôn rồi các bạn ơi, mình bất lực luôn. Và mình bảo với Sam rằng là Sam ơi, hay là bây giờ xác định đi là coi như là mất cam rồi, cam đi mất rồi, bây giờ muốn kiếm nó cũng kiếm không được nữa. Hoặc là nếu như mà may mắn thì ngày mai nó quay về nhà, chứ bây giờ có đi kiếm cũng không kiếm lại được nữa. Đó, Sam khóc quá trời luôn bạn ơi. Nguyên một buổi tối bà Sam bả nằm bả khóc. Mình thấy thương quá trời thương luôn. Sắm đầu, các bạn biết không, mình lên trên phòng Sim, mình tính kêu Sim là Sim ơi Sim xuống Sim an ủi Sam thử đi, không thôi Sam buồn ấy, kiểu thế. Sắm đầu mình đi ngang phòng Sim thì mình lại nghe được một cái tiếng kêu meo meo meo, mà cái tiếng đó y hệt tiếng của con cam luôn, bạn biết không. Con mèo nào thì cũng kêu meo meo thôi, mình cứ tưởng là mèo của hàng xóm, mình không nghĩ rằng là tiếng của con cam đâu. Nhưng mà bởi vì là mình cũng sống chung với cam một thời gian rồi cho nên mình cũng biết được tiếng của con cam là như thế nào. Cho nên mình nghe cái tiếng là mình nhận ra ngay, à tiếng này chắc chắn là tiếng của con cam rồi. Và sau đó là mình đã quyết định là mình kêu Simmy ra, mình kêu Sim Sim Sim, bà lại đây bà nghe giùm tôi cái này tiếng phải tiếng con cam không. Thì Sim kêu ồ hình như tiếng này cũng là tiếng con cam nè. Đấy, sau đó là mình mới lấy đèn pin mình rọi thử thì mình phát hiện ra là con cam nó đang ở trong nhà bếp của hàng xóm mấy bạn ơi. Trời trời, nó nhảy nó chui vô nhà bếp của người ta luôn bạn ơi. Nhưng mà nhà của hàng xóm, nhưng nói là hàng xóm vậy thôi, nhưng mà mình cũng đâu có quen biết gì người ta đâu, làm sao mình có thể vô nhà người ta được đúng không. Đấy, cho nên đó là mình đứng nó lây hoay hoài, mình không biết làm cách nào để có thể kéo con cam về được. Đấy, và mình kêu nó mãi luôn, nhưng mà tất nhiên rồi con mèo nó đâu, con mèo các bạn một khi nó ghét ai là nó cực kỳ ghét luôn. Nếu như các bạn không biết thì con cam nó rất là ghét mình, bởi vì mình rất là hay chọc nó. Con cam nó chỉ quý mỗi mình Sam thôi chứ nó rất ghét mình, hiểu không. Đấy, cho nên á là mình kêu nó không ra. Xong rồi mình mới chạy lên lầu, mình kêu Sam ơi Sam, hình như tôi nghe tiếng con cam ở bên đây nè. Xong cái Sam chạy qua và cuối cùng là Sam đã kiếm được bé cam. Đấy, một cái câu chuyện cực kỳ ly kỳ luôn, trời ơi trời. Mà kiếm được con cam thật sự lúc đó rất là may mắn luôn bạn ơi. Bởi vì mèo mà bị bắt ha, mèo ta mà bị bắt là chỉ có bị làm thịt thôi, chứ không bị, không thể nào mà nuôi, không ai mà nuôi hết á, cái kiểu thế. Cho nên á bạn, mấy bạn biết không, cái cảnh nó cực kỳ cảm động luôn. Sammy kiếm được bé cam xong, Sammy ôm bé cam, Sammy khóc, trời ơi trời. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi thấy Sammy một lần khóc vì tôi luôn. Mà bây giờ bả khóc vì một con mèo bạn ơi, mà bả khóc nhìn thương lắm mấy bạn ạ. À. Đấy. Và cái đó chính là gọi là cái câu chuyện bé cam đi lạc, và đó cũng là một cái bài học dành cho Sammy các bạn ơi. Sammy rất là lơ là bé cam luôn nha. Mỗi lần mở cửa ra mà cam chạy ra ngoài là Sam không thèm để ý luôn. Cho nên là cam mới đi lạc mất. Và Sam có hối hận chưa Sam? Thì biết mà, là vì thường thường là tôi kiểu ý quá, rồi thấy là kiểu ngày nào kêu cam nó cũng về, nên cam kiểu là cam chắc nhớ đường rồi đó. Trời ơi, không có chuyện đó đâu, phụ thuộc quá. Không có chuyện mà mèo nó nhớ đường về đâu bà ấy, mấy bạn thấy không, như vậy là không được rồi đấy. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích câu chuyện này và thấy thích bé cam và muốn xem bé cam, cảnh bé cam đi thì bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, và bye bye, và hẹn gặp lại anh em ở những video bắt cua kể chuyện lần sau. Nếu như các bạn có những câu hỏi nào mới thì cứ hỏi mình nha, mình sẽ trả lời nha các bạn. Ok, tạm biệt. Bye bye.